Hai cậu bé đi lên sân thượng, mỗi cậu cầm một viên gạch ném xuống dưới, không may làm chết một đứa bé 3 tuổi. Khi ra tòa, hai cậu bé nói với vẻ thờ ơ là chúng đã thử nghiệm định luật Newton. Và thẩm phán khi nghe lời khai này lại cảm thấy không có vấn đề gì nên đã thả người ngay tại tòa. Đây vẫn chưa đủ, khi đi ra tòa hai cậu ta không hề có chút hối hận mà còn nhìn mẹ của nạn nhân cười vui vẻ. Nụ cười này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Sim Eun-seok. Từ đó cô quyết định trở thành một vị thẩm phán để trừng phạt đám ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần này. Nhiều năm sau Sim Eun-seok đã được như ý nguyện. Một hôm cô nhận được một vụ án, nữ sinh tên Kang Seon-a bị mất tích. Khi cảnh sát tìm được cô ở công trường bỏ hoang thì cô đã bị cưỡng hiếp rồi. Seon-a tuyệt vọng tố cáo có 3 tên cưỡng hiếp mình. Cô bị bạn kéo đi vào công trường gần đó uống rượu. Cô không dám phản kháng mà đành uống hết ly này đến ly khác. Cô ta nhìn trông ngon quá, ha ha. Nhưng cảnh sát lại nói với Seon-a trong cơ thể cô chỉ tìm được DNA của 2 tên cầm thú. Seon-a vô cùng tức giận, cô vẫn nói một cách chắc chắn có 3 tên tội phạm. Nhưng không có chứng cứ nên không thể định tội. Chàng trai không tìm được DNA chính là Hwang In-jun. Cậu ta tuy chỉ có 16 tuổi nhưng đã có 7 lần phạm tội. Lần này khi ra tòa In-jun nói mình đã hối cải rồi, cậu không hề cưỡng hiếp Seon-a, là cưỡng hiếp đó. Cũng là người sao có thể làm ra những hành vi ác độc như vậy với người khác. Dáng vẻ đó cùng những giọt nước mắt trong chốc lát đã khiến nhiều người tin rằng cậu ta vô tội. Vụ án đến đây thì bị chững lại, rốt cuộc là Seon-a đã nhớ sai hay là In-jun đang nói dối. Eun-seok vẫn không tin lời In-jun nói, cô làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra chứng cứ phạm tội của In-jun. Tae-ju đồng nghiệp cô cảm thấy cô quá cực đoan và khuyên cô nên cho bọn trẻ cơ hội hối cải. Nhưng Eun-seok cảm thấy có đứa trẻ là trẻ em nhưng cũng có đứa trẻ là cầm thú. Đừng quá tin lời của bọn chúng nói, trong đó có một nửa là nói dối. Bọn trẻ cũng có nhân cách và nhân quyền. Nhân quyền cái con khỉ khô. Cô đến công trường bỏ hoang kiểm tra một cách tỉ mỉ từng chi tiết của mỗi ngóc ngách, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Chính vào lúc cô định đi về, một chiếc xe từ từ dừng lại. Eun-seok đã tìm được điểm đột phá. Trên thiết bị theo dõi hành trình của chiếc xe đã quay lại toàn bộ vụ án hôm đó. Khi Eun-seok đem bằng chứng này lên tòa, trong video In-jun đi vào công trường bỏ hoang rồi bắt đầu xâm hại Seon-a. Tìm không ra DNA của cậu ta chỉ là bởi vì cậu ta uống say rồi nên không làm đến bước cuối. Chứng cứ đầy đủ, In-jun cũng không còn giảo biện nữa. Cậu ta lộ ra bộ mặt thật, chết tiệt mà. Tae-ju ở tòa án nhìn thấy tất cả chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh cũng là thẩm phán phụ trách xét xử các vụ án vị thành niên. Anh ta dịu dàng tốt bụng, luôn đối xử rất tốt với các thiếu niên phạm tội. Anh sẽ tặng bọn chúng sách, hay mời bọn chúng ăn cơm và còn trò chuyện với chúng. Bởi vì anh ta suy nghĩ mỗi người đều sẽ phạm lỗi. Chỉ cần biết hối cải thì những người vô tình phạm lỗi này cũng có thể có tương lai tươi sáng. Nhưng Eun-seok lần đầu tiên khiến anh hiểu ra, những người có gương mặt thiên thần này người nào cũng diễn hay hơn diễn viên. Trên tòa án tỏ vẻ vô tội không biết đã lừa bao nhiêu người. Bọn chúng đã quen thói nói dối, căn bản chúng không có tư cách để tha thứ. Chúng phạm tội chỉ có ngày càng nhiều hơn mà thôi. Và khi Eun-seok quyết định đưa phán quyết cho In-jun thì xuất hiện thêm chứng cứ mới. Cô phát hiện hôm đó cưỡng hiếp Seon-a không chỉ có 3 tên cầm thú. Cô gái này uống say bất tỉnh nhân sự, 4 thiếu niên quay quanh cô liên tục chụp ảnh. Khi Seon-a tỉnh dậy ở bệnh viện, cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ nhưng chỉ có thể định tội 3 người. Và thiếu niên thứ tư Baek Jo Hyeon đã xuất hiện ở hiện trường vụ án lạnh lùng quan sát tất cả mọi chuyện. Trực giác mách bảo Eun-seok rằng kẻ đứng sau bức màn của cái ác nhất định sẽ còn ác hơn nữa. Eun-seok bắt đầu điều tra Jo Hyeon, nghe nói cậu ta có rất nhiều bạn gái thế là cô đi tìm từng người một. Những cô gái này đều rất xinh đẹp, nhìn bề ngoài đều tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ cần nhắc đến Jo Hyeon, bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Các cô gái nói với Eun-seok rằng Jo Hyeon thành lập một hội những kẻ bỏ nhà ra đi, chuyên đi thu nhận những cô gái không muốn về nhà. Nhưng hắn ta không phải là kẻ tốt đẹp gì. Hắn ép các cô gái nhảy nút còn ở phía sau quay phim chụp hình lại. Sau đó đem những video bức ảnh của các cô gái bán cho các trang web đen. Thậm chí còn dùng những thứ đó uy hiếp các cô gái. Sau khi xong chuyện không những không đưa cho họ một đồng nào, ngược lại còn đánh đập họ. Eun-seok sau khi điều tra Jo Hyeon mới biết nhà cậu ta rất giàu. Nhà không thiếu tiền vậy nên những trò đó chính là sở thích của cậu ta rồi. Eun-seok đã làm việc nhiều năm ở vị trí này, đã thấy qua đủ loại tội phạm. Cô biết loại người Jo Hyeon không hề có nhân tính, không thể hối cải. Cô lập tức báo cảnh sát và đột nhập vào nhà Jo Hyeon. Các cô gái nói với cô trong máy tính của cậu ta có rất nhiều hình ảnh nhạy cảm. Cô vừa định cóp chúng ra thì bị Jo Hyeon phát hiện. Cậu ta cười lớn một cách quái dị. Cậu ta đánh Eun-seok một trận còn lấy ra một con dao xếp cắm thẳng vào cánh tay của cô. Sau đó cậu ta ấn chặt cô muốn bóp cổ cô chết. Chính vào lúc Eun-seok đã sắp tắt thở thì cảnh sát đã đến. Jo Hyeon hoảng loạn bỏ chạy. Eun-seok nén cơn đau đứng dậy. Cô nhịn đau quan sát khắp căn phòng mới phát hiện ở đây khắp nơi đều là giày. Những chiếc giày này đều là của các nạn nhân. Kẻ biến thái đều có sở thích thu thập đồ của nạn nhân. Jo Hyeon cũng vậy. Và những chiếc giày đó vừa hay có thể trở thành chứng cứ định tội. Ánh mắt Eun-seok kiên định. Lần này nhất định phải khiến cậu ta chịu tội trước pháp luật. Cô không kịp xử lý vết thương mà chạy thẳng về tòa án với toàn thân đầy máu. Cô muốn nhanh chóng định tội Jo Hyeon nhưng cấp trên lại nói với cô là cô không được tham gia vụ án này. Hóa ra hai cậu bé năm xưa hại chết con cô chính là In-jun và Jo Hyeon. Cấp trên cảm thấy Eun-seok tốn nhiều công sức cho vụ án này chẳng qua là chỉ muốn trả thù cho con mình. Nếu thẩm phán đem tình cảm vào chuyện xử án thì phán quyết không còn khách quan nữa. Đối với quyết định này, Eun-seok đương nhiên không cam tâm. Tae-ju cũng khuyên cô đừng nhúng tay vào vụ án này. Cô còn can thiệp vào thì sẽ bị giáng chức đó. Anh nghĩ tôi sợ điều đó sao? Dáng vẻ bọn chúng sau khi lớn lên càng khiến tôi sợ hãi hơn. Eun-seok lại tìm cấp trên hy vọng có thể được xử vụ án này. Nhưng bà ta lại nói với cô là mình sẽ tiếp quản vụ án này. Eun-seok và bà ta hoàn toàn là hai người khác nhau. Đối với cấp trên mà nói, ở Hàn Quốc mỗi năm có hơn 30.000 thiếu niên phạm tội nhưng chỉ có 20 thẩm phán. Tòa án vốn không đủ nhân lực và vật lực để ứng phó với đám tội phạm này. Do đó bà ta thích tốc chiến tốc thắng, cũng không để sự việc càng rầm rộ hơn. Vụ án này nếu rơi vào tay bà ta, In-jun và Jo Hyeon sẽ không bị xử nặng. Ngược lại bọn chúng rất có khả năng sẽ được thả ngay tại tòa. Eun-seok nghe thấy cấp trên muốn xử vụ án này lòng như chết lặng. Hai cậu bé này sau khi hại chết người nên phải ra tòa án để xử tội. Nhưng chỉ 3 phút sau đó bọn chúng đã vui vẻ trở về nhà. Còn mẹ nạn nhân là Eun-seok vô cùng đau đớn. Gia đình cô vì thế mà tan vỡ. Tội phạm thì ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn thẩm phán đưa ra phán quyết cầu thả này chỉ vì kẻ phạm tội chính là trẻ vị thành niên. Eun-seok không thể nào thoát ra nỗi đau mất con. Cuộc sống của cô vô cùng tồi tệ. Trong nhà không có thứ gì, đến tủ lạnh cũng trống rỗng. Cuộc đời cô hoàn toàn bị hủy hoại nhưng không có một ai chịu trách nhiệm với bi kịch này. Từ đó về sau mỗi ngày cô đều ở lại tòa án tăng ca, với niềm tin duy nhất chính là được xét xử các tội phạm vị thành niên đúng tội để chúng phải trả giá cho những hành vi tội lỗi của mình. In-jun và Jo Hyeon năm đó mới 11 tuổi. Do không được xét xử đúng tội nên từ đó về sau chúng đều không ngừng gây ra tội ác. Sau khi bị cảnh sát nhắm vào, In-jun lập tức tiêu hủy các bức hình video trong máy tính xong còn đập vỡ điện thoại. Không có cô gái nào dám đứng ra tố cáo chúng. Chúng rất có thể với thân phận là vị thành niên thoát khỏi sự chế tài của luật pháp. Tae-ju cũng không muốn kết thúc như thế. Anh cuối cùng đã hiểu nỗi lòng của Eun-seok. Thế là anh đi theo Eun-seok điều tra. Không ngờ họ đã tìm được chứng cứ quan trọng. Máy tính và điện thoại đều bị đập nát, nhưng những bức ảnh các cô gái đều được tải lên dữ liệu đám mây. Mạng internet không phải là nơi vô luật pháp, bây giờ đã đến lúc khiến chúng nhận tội rồi. Eun-seok cho rằng nên chia rẽ mối quan hệ giữa chúng để chúng tự tố cáo lẫn nhau. Đây quả thực là một kế hay. Bởi vì yếu điểm lớn nhất của chúng chính là không có sự đồng cảm. Chỉ cần trà đạp về lòng tự tôn của đối phương thì tự nhiên tình bạn của chúng cũng không còn nữa. Trên tòa cả hai cậu ta nhanh chóng cắn xé lẫn nhau. Thưa thẩm phán, đây đều là do Jo Hyeon bày ra. Câm miệng đi đồ khốn, tôi cũng chỉ bị hại, bị ép buộc mà thôi. Là mày nói cô ta rất đáng tiền mà, nhưng tiền kiếm được đều bị mày nuốt hết. Mày chết đi đồ khốn. Nghe những lời đó thì vụ án này không còn là vụ án bảo hộ vị thành niên nữa mà được coi là vụ hình sự của tội phạm vị thành niên. Chỉ ít trong vòng 20 năm sẽ không thể nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa. Nhưng cho dù chúng bị xử tội nhưng vẫn còn có nhiều vấn đề đáng để xã hội suy nghĩ lại. Tội phạm vị thành niên chỉ mất 20 năm tự do nhưng những người bị hại thì sao? Có người mất đi tính mạng, có người sẽ dành cả cuộc đời để thoát khỏi nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Vì sao lại là cháu cơ chứ? Cháu rốt cuộc đã phạm lỗi lầm gì? Vì sao chỉ có cháu lại gặp tình cảnh này? Đó không phải là lỗi của cháu. Hãy ngẩng đầu lên. Phải tự tin lên. Sau khi vụ án kết thúc, Eun-seok càng nghiêm khắc với các tội phạm vị thành niên bởi vì cô biết chúng sẽ không hối cải. Vào tù 20 năm sau khi ra lại cũng có thể phạm tội nữa. Điều mà cô có thể làm chính là tiếp tục cố gắng trong những phiên xử của các vụ án vị thành niên. Nhưng chỉ mỗi mình cô, chỉ với yêu cầu tối thiểu là con người phải tuân thủ pháp luật thì sẽ không bao giờ đủ.